thầm sư một chút. Như cuối tuần này còn rảnh không tới chùa được. Mới biết là cái buổi một ngày ở chùa chuyển sang chủ nhật, một hơi buồn chút. Có nói chuyện với sư, có nhắc tới chú Châu Phan. Hôm nay thì con lên lễ bái Tam Bảo thì thấy đích chú Châu Phan hiện diện trong rừng. Con rất vui, xin chia phước với chú Châu Phan nha. Nó một buổi thầy á, không biết sư có mặt trước máy hay chưa, nên sư rảnh tay xin đỡ mic giúp con để bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiền nam thiền nữ. Sa thú huynh chân ngộ. Rất là tuyệt vời. Nghĩa là bận công việc gia đình nhưng mà vẫn nhớ đến những cái ngày tu tập ở tại chùa Ngọc Đàn. Mỗi tháng chỉ có một ngày và đến phụ giúp chùa lau quét dọn, lau phục vụ, tạo công đức. Với cái hạnh này chúng tôi rất là hoan hỷ. Và một ngày ở chùa thì kỳ này sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật chứ không phải là ngày 29 mà là tổ chức ngày 28. Đây là sự yêu cầu của bà con ha. Bởi vì nói ngày Chủ nhật á, thì người ta rảnh rỗi, ta đi chùa được. Chứ còn ngày thứ hai thì họ không đi chùa được. Và ngày 28, ngày Chủ nhật này cũng là cái ngày kết thúc của một năm. Bởi vì tháng sau thì chúng ta coi như bận rộn Tết rồi. Cho nên quý vị yêu cầu rằng là tổ chức ngày 28 đúng ngày Chủ nhật để rồi kết thúc cái một năm chúng ta tu tập, một năm chúng ta ở chùa đã làm được cái gì công đức, hay là đã tạo được cái phước nào, thì cái ngày tổng kết cũng như là những ngày tất niên. Cho nên quý vị yêu cầu như vậy. Và huynh Thiên Ngộ cũng hơi buồn ngày Chủ nhật thì không tham gia được, mà những ngày khác thì có thể tham gia được. Nên huynh đã đến để phục vụ, tạo những cái công đức thiện sự phước báo, thì điều đó rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ đúng giờ rồi, chúng ta đi vào sinh hoạt buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sinh hoạt về cầu Phục Ngôn 394. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo. Bụt thù ma hê si a ra hằng ta tha ga tô lô cô tam hồ sắp qua ga rù hi chê tha cô lô ca sa sa tha cha na đầm ma cô quy đồ vần đà ma hành tầng na ra phù cha này giác tầng như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sanh bằng thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ quý ta sa sa tu nô lô ca nam man tha sa vi na ca rô cô sa pa nhu bu tha pa ti phu ti san nha tu quần đà ma hành tăng na ra phu cha này giác cần pháp bảo quy như ánh vàng như la soi sáng vạt màn vô minh phá tan lầm lạc dụng sinh đề dẫn phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su ga ta sa sa quá cô sê kha su ca mô quá ra thầm ma sê kha cô niên đà bế sân sa đi a na đa rô quá rô quanh đà ma hành tầng na ra phù cha này giác cần tăng bảo trên vân phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị
con xin đảnh lễ tăng hy, đảnh cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che nasikha me e tuva thanang thasa vi anupave nasahasa ye nasichatu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần tăng dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Hôm nay có một duyên sự, có một cái người Phật tử đang trong cái thời kỳ bệnh hoạn mà hơi trầm trọng, đã yêu cầu để chúng ta có một khóa lễ cầu an. Và mong muốn rằng sẽ được an vui, cái tâm được an trú trong Pháp. Và cũng như Pháp tùy duyên, đây là một cái duyên sự đặc biệt ha. Thì chúng tôi xin phép quý vị trong khoảng nửa tiếng hoặc là chưa tới nửa tiếng sẽ có một khóa lễ cầu an. Mong quý vị hoan hỷ. Đời người chỉ có một lần, thì mong quý vị khi hữu sự thì chúng ta cố gắng ha. Trước ba ngôi tam bảo, gia đình này muốn cầu an cho ông Trần Tống Quốc, sinh năm 1978, được ân chiêm công đức của Tam Bảo, mạng căn an ổn, gia đạo thái hòa, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, sở cầu như nguyện. Bây giờ chúng ta đi vào khoa lễ. Cội Bồ Đề Trang Nghiêm Thiền Tịnh, Thắng Thiên Ma Vạn Chướng Trùng Trùng, con xin lại Đấng Đại Hùng gọi vô biên quý tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền chư Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cung, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm. Vô thượng sĩ pháp thân tịnh diệu, bậc trưởng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo độ sanh, Bồ đề tâm nguyện viên thành từ đây. Gieo năm vóc trần vĩ sám hối, những lỗi lầm tham giận mê si, quý xin Phật bảo chứng tri, con hằng tỉnh tấn viễn ly não phiền. Bác thanh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê, nương thuyền bác nhã quay về, ba tòa tạng bảo Bồ đề tự tâm. Từ quá khứ vô vàng diệu pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu, hiện tiền Phật pháp thâm sâu, thuyền từ phương tiện bắt cầu độ sanh. Pháp huy diệu cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ khoác nhiên liễu tường. Đạo vô thường đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần, chỉ nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Quy y pháp bảo bao la, minh tâm kiến tánh thắng ma não phiền. Gieo năm vóc vô biên sám hối, những lỗi lầm do ái dục sinh, cuối sinh pháp bảo chứng minh, con hằng chánh đạo tâm linh quay về. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, giúp trần lao đạo quả viên thành, lục căn tịnh làm vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền, hiện tiền tăng bảo phước điền, con xin kính lễ giao duyên niết bàn. Bậc diệu hạnh thinh văn thích tử, bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia, bậc như liên hạnh thân già, bậc
chân chánh hạnh, giữ tòa thế tôn, thành đạo quả bốn đối tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nghinh kính lễ một niềm, thánh chúng vô thượng, phước điền, thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, tự giác, tha giác, nguyện hành từ đây. Gieo năm phót tội rầy, tâm sám, những lỗi lầm, ngã mạn kiêu căng, cuối xin chư thánh hiền tăng, công hằng, tinh tâm, tham sân đoạn lìa. Cuối đầu đánh lễ, từ ân, bảo tháp xá lợi, kim thân Phật Đà, Bồ Đề khắp cõi Ta Bà, nhất tâm thành kính, hương hoa cúng dường. Ba tòa thân tịnh Bồ Đề, mười phương thiên chúng hội về nghe tin, pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài. Kính thỉnh hàng thiên chúng, dục giới và sắc giới, ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện hứa tiên không. Kính thỉnh hàng địa tiên, nơi hải đảo châu quận, cây cao hoặc rừng rậm, trong nhà hoặc ruộng vườn. Kính thỉnh thần Dạ Xoa, Càng Thất Bà Long Vương, bậc có tâm hiền thiện, ở dưới nước thiên bờ hoặc nơi không bằng phẳng, đang trú không xa, xin quan tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Môn Ni, khai thị độ chúng sanh. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Chúng sanh cầu an lạc, luôn mở rộng lòng từ, làm lành xa ác đánh, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Hạnh phúc kinh. Như vậy, ta nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của chứng giả cấp cô độc gần thành Xá Vệ. Khi đêm gần mãn, có một vị trời dung sắc thù thắng, hào quang chiếu diệu, sáng tỏa kỳ viên, đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Cung kính bạch Phật bằng lời kệ rằng: chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc, hằng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành. Kính xin Ngài bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao. Thế Tôn tùy lời hỏi rồi giảng giải như vậy, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cũng lễ bậc đáng lễ là phúc lành cao thượng. Ở chú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Cung kính cùng khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Nhẫn nhục lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy, không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin qua đức vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì cho Trần Tống Quốc được an lành tịnh lạc. Từ bi tinh, người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chấp pháp hiền hòa không kiêu mạn, dễ dàng tri túc,
thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc kỹ hiền chê, nguyện thế bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt. Hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi oán tưởng. Hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh. Từ bi gieo cùng khóc, cả thế gian của hải trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oán trái, không giận hờn oán thù. Khi đi đứng ngồi nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai sẽ ly kiến thủ, có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh tri viên mãn, không ái nhiệm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Linh Bảo Kinh. Chúng ta nên đem lòng từ thiện đối với tất cả chúng sanh, như tôn giả Ananda đã suy tưởng đầy đủ các công đức của Phật từ khi mới phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác là 10 pháp Parami, 10 pháp Upaparami, 10 pháp Paramattaparami, tư cách chứng quả trên biến tri trên bồ đoàn chuyển pháp thanh. Suy tưởng xong rồi, tôn giả Ananda tụng kinh Paritta cả đêm, trộn đủ ba canh tại trong Vesali. Tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới ta bà đều được thọ nhẫn oai lực kinh Paritta. Kinh Paritta đã làm cho ba điều bất lành là bệnh tật, phi nhân và sự đói khát trong thành Vesali được mau tiêu diệt. Xin chư thiên lắng nghe, nay chúng tôi tụng kinh Paritta ấy. Phàm ở quả đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, mong rằng chúng thiên nhân phát sinh tâm hoan hỷ, đem hết lòng thành kính lắng nghe lời Phật dạy. Hãy chú suy niệm, khởi lên lòng từ mẫn đối với những người nào ban ngày và ban đêm thường bố thí cúng dường, hãy phát tâm ân cần hộ trì những người ấy. Phàm những tài sản gì đời này hay đời sau hoặc châu báu thù thắng hiện hữu trên thiên giới không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này được thành tựu hạnh phúc. Ly dục diệt phiền não, pháp bất tử thù diệu, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Như vậy chính chánh pháp là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Thánh tám vị bốn đôi được bậc thiện tán thán, đệ tử đấng thiện thể xứng đáng được cúng dường, bố thí các vị ấy được kết quả vô lượng. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Các vị lòng thiếu dục với ý chí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy vô tà ma, chứng đạt được quả vị thế nhập đạo bất tử, liễu ngộ được dễ dàng, an hưởng sự tịch tịnh. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo huy diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Quý như cột trụ đá khéo y tựa lòng đất, dù có gió bốn phương cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế, cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàn thấu triệt lý thánh đế, mà đức thiên nhân sư có trí tuệ thầm thâm đã thức dậy toàn diện. Các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Nhờ viên mãn chánh trí đoạn trừ ba kiếp sử là thân kiến hoài nghi,
luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đoại xứ, các ngài không còn tạo sáu bất thiện trọng nghiệp. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo huy diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Bậc thỉnh Tu Đà Vương, dù vô tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý, cũng không hề khuất lấp được xứng danh thuần thiện bậc liễu ngộ niết bàn. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo huy diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chúng hữu tình, ví như cây trong rừng đâm chồi đầu mùa hạ. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo huy diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thường liễu thông pháp vô thường, ban bố pháp vô thường, chuyển đạt pháp vô thường, tuyên thuyết pháp vô thường. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Nghiệp cũ đã chấm dứt, nghiệp mới không tạo nên. Với tâm tư nhàm chán trong sanh hữu tương lai, các chủng tử đoạn tận tham muốn đầy dật từ, bậc tỷ chứng nhất bàn, ví như ngọn đèn tắt. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự tập này chúng sanh được hạnh phúc. Phàm ở cõi đời này có chư tiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ Đức Phật thị hiện độ chúng sanh, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với hạnh lành này chúng sanh được hạnh phúc. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chánh pháp Phật chứng mê khai ngộ, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chúng tăng tiếp độ Phật chúng sanh, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với sự thật này mọi chúng sanh được hạnh phúc. Phật lực kinh. Ma vương biến ngàn tay cầm khí giới đủ loại, cởi voi mê vô số binh ma, vang rền như sấm động, quyết chiếm đoạt bộ đoàn. Phật dùng bố thí độ cảm hóa đại ma vương, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Dạ xoan a la quát cá hung bạo hơn ma vương, kiêu căng và tự phụ, suốt đêm trổ thần lực quyết chiến cùng Thế Tôn. Phật dùng nhẫn nại độ cảm thắng thần Dạ xoa, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Voi Nalagiri bị phục rượu uống say, khủng khiếp như lửa rừng, như sấm sét chấn động, như sa luân bảo khí. Phật dùng từ bi độ cảm hóa voi mê cuồng, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Angulimala, một sát nhân tinh nhuệ giết người, chặt ngón tay, kết làm tràng, đeo cổ, cầm gươm đuổi giết Phật, lộ trình ba do tuần. Phật khai triển thần thông cảm hóa người hiểu sát, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Nàng mỹ nữ chinh cha dùng cây tròn giả dạng như phụ nữ mang thai để vu oan Đức Phật, dùng năng lực chánh định Đức Phật chế ngự nàng giữa đạo tràng thỉnh chúng, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Du sĩ Sách Chặt Cá, người chối bỏ sự thật, ngã mạn và kiêu căng, tự phụ đại thông minh, tự cao như cột phượng, thật ra như người mù. Phật dùng trí tuệ độ cảm hóa kẻ cuồng si, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Nên đồ bán nành đã rồng chúa đại thần lực, chấp định kiến sai lầm, dùng thần thông thị uy vây Phật và thỉnh chúng. Đức Phật dưỡng tử tôn giả một kiền liên, biến hình thành long vương cẩm hóa rồng chúa dữ, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Đại phẩm thiên bá cá có hầu quán chiếu diệu, nhiều quả lực thần thông chấp kiến và chấp ngã, tự phụ có đức hạnh thuần tịnh không ai bằng. Phật khai triển thần thông cảm hóa trời phạm thiên, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc.
Người thiện căn hiền kỹ, ngài và đem tinh cần trì niệm tám Phật lực, tránh khỏi mọi tai ương, phúc duyên thường tăng trưởng, Phật đạo được viên thành. Kinh Giải Thoát Di Giáo. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp, không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy, nhẫn nại pháp thiếu quỷ tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng như Phật dạy như vậy. Xuất gia không hiềm hận sa môn, không hại người, không vị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nhẫn nại pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bướng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy, là năng lực người chỉ đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi vui phúc lạc. Người hành tu nhẫn nại là người có bản lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích, nhân loại và chư thiên đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại mãn kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn, người ấy quả thực hành đúng kim ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Từ bi nguyện. Nguyện cầu tám hướng mười phương chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên can, hại nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đạo vô vàng lệ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dài, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tái ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường viễn ly, nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn tận. Con xin hồi hưởng phước này, khóc cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho. Hưởng phước cam lồ, đạo căn bất thối, tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trong họ năm châu thái bình. Con cùng pháp giới chúng sanh đồng nương giáo pháp quang minh chân truyền, tín tâm giữ vẹn một niềm vuông bồi phúc huệ, gieo duyên niết bàn. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Và lễ cầu an đến ông Trần Tống Tống Quốc, sinh năm 1978, đến đây xin được kết thúc. Với quan lực của Pháp Bảo, ước mong tử Trần Tống Quốc hãy an trú trong pháp và được an vui, được thiếu bệnh kinh nan, tật bệnh sớm được tiêu trừ. Chúng ta còn 4 phút nữa, mời Sĩ Nguyên Trang thay mặt gia đình cảm ơn đạo tràng, bởi vì trong đạo tràng của chúng ta cũng hướng tâm để cầu an cho ông Trần Tống Quốc. Sĩ Nguyên Trang có chiếc máy không ạ? Rồi, xin mời Sĩ Nguyên Trang có đôi lời đại diện cho gia đình. Nam Mô Bích Thay Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ, con xin thay mặt cousin em của con, dạ, kính tri ân Ngài rất là nhiều và đạo tràng đã từ bi hoan hỷ và dành một ít thời gian để đọc kinh cầu an cho em của con. Dạ, dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều ạ. Rồi con rất là cảm động về những cái thời Ngài đã đọc kinh cầu an và đạo tràng đã bỏ thời gian, dành thời gian cho gia đình chúng con. Dạ, sau đây con để con cho em con nói tri ân Ngài nha Ngài. Dạ, con cảm ơn sư. Linh. Sư đã đọc kinh cầu an cho con. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, dạ con, dạ con cũng không còn gì để nói nữa ạ. Dạ con một lần nữa con kính tri ân sư và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con cảm ơn nhiều ạ. Dạ con xin phép Ngài ạ. Nguyên Trang cho em Nguyên Trang nghe âm thanh của Nhật Quỳnh nha. Dạ. Những phước lành nào mà Nhật Quỳnh đã tạo được từ trước đến nay, nhất là phước phục vụ Tam Bảo, xin hướng nguyện đến Trần Tống Quốc sinh năm 1978. Mong rằng do hoan hỷ trong phước báo, Trần Tống Quốc được thiểu bệnh khinh an. Dạ, cứ yên tâm, nhà xe này nó cũ nát thì mình tìm chiếc xe mới đẹp hơn. Dạ con kính nhân mít đến Ngài ạ. Sa thủ xin Nhật Quỳnh. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Chúng ta còn một tiếng rưỡi nữa. Còn một tiếng rưỡi. 5 giờ đúng rồi. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 394. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Kinh tê chát ta hít đùm mê tha. Kinh tê chát ta hít đùm mê tha. Kinh tê chát ta hít đùm mê tha. Câu số 2. Kinh tê achina sa tí gia. Kinh tê achina sa tí gia. Kinh tê achina sa tí gia. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Kinh tê chát ta hi đùm mê tha. Kinh tê achina sa tí gia. Rồi chạy dữ vậy. Nguyên Trang chạy ra rồi bài học cũng chạy theo luôn. Rồi bây giờ đưa lên lại hai câu đầu. Kinh tê chát ta hi đùm mê tha. Kinh tê achina sa tí gia. Kinh tê chát ta hi đùm mê tha. Kinh tê achina sa tí gia. Đọc thêm lần nữa ha. Kinh tê chát ta hi đùm mê tha. Kinh tê achina sa tí gia. Bây giờ câu số 3 và câu số 4. Appanta rằng tề ga ha năng. Appanta rằng tề ga ha năng. Appanta rằng tề ga ha năng. Câu cuối cùng. Bà hi rằng parimacchasi. Bà hi rằng parimacchasi. Bà hi rằng parimacchasi. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu số 3 và câu số 4. Appanta rằng tề ga ha năng ba hi rằng parimacchasi. Appanta rằng tề ga ha năng ba hi rằng parimacchasi. Appanta rằng tề ga ha năng ba hi rằng parimacchasi.
giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Kinh tê chất chạy nữa. Kinh tê chát ta hi đùm mê thác kinh tê á chi na sa ti ya ấp phần ta rằng tê gá hát năng và hi rằng pa ri mát cha si. Kinh tê chát ta hi đùm mê thác kinh tê á chi na sa ti ya ấp phần ta rằng tê gá hát năng và hi rằng pa ri mát cha si. Đọc lần nữa không? Kinh tê chát tà hi đùm mê thác kinh tê á chi na sa ti ya ấp phần ta rằng tê gá hát năng bà hi rằng bà ri mát cha si. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai tương đối nó dễ hơn ha. Kinh tê chát tà hi đùm mê thác kinh tê á chi na sa ti ya áp phần ta rằng tề ca hát rằng bài hi rằng parimat cha si. Kinh tề chát ta hi đùm mê thác kinh tề achina sa ti ya áp phần ta rằng tề ca hát rằng bài hi rằng parimat cha si. Thêm một lần nữa ha. Câu này có hai cách đọc ha. Cách đọc này dễ hơn cách đọc trước. Kinh tề chát ta hi đùm mê thác kinh tề á chi na sa ti ya áp phần ta rằng tề gá hát năng bà hi rằng pa ri mát cha si. Kẻ ngu có ích gì bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Hôm nay câu Phật ngôn này chúng ta chỉ đọc theo giọng kinh, thời gian không có, cho nên quý vị khỏi đọc giọng kệ ha. Đọc giọng kinh thì chúng tôi còn bắt lỗi được, chứ nếu mà đọc giọng kệ thì đã gọi là kệ thì sao cũng được, khó mà bắt lỗi giọng kệ lắm. Cho nên mong quý vị có lỗi để chúng tôi được bắt theo giọng kinh. Rồi, bây giờ mời Sít Mấy Ta, mời Sít Kim, Sít The Man nữa, ba người. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ, không biết. Dạ, con cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết tín hiệu, nghe được âm thanh rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài trước câu pháp cú 394. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya áp phần ta rằng chạy nữa. Áp phần ta rằng tê gá ha năng bà hi rằng bà ri mắt cha si. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Kinh trường âm đọc theo giọng miếng âm. Tê trường âm thông thường. Chá đoạn âm. Ta trường âm thông thường. Hí đoạn âm. Đùm trường âm nhấn. Mê trường âm thông thường. Thá đoạn âm. Kinh trường âm đọc theo giọng miếng âm. Tê trường âm thông thường. Á, trí, ná là ba đoạn âm. Sa trường âm thông thường. Tí đoạn âm. Gia trường âm thông thường. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha kinh tê á trí ná sa tí gia. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Áp phanh hai trường âm nhấn. Tá đoạn âm. Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. T trường âm thông thường. Gá há hai đoạn âm. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba trường âm thông thường. Hí đoạn âm. Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá rí hai đoạn âm. Mắt trường âm nhấn. Trá xí hai đoạn âm.
áp phần ta rằng tề gá năng bà hi rằng bà ri mắt cha si. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Kinh tề cha ta hi đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya áp phần ta rằng tề gá năng bà hi rằng bà ri mắt cha si. Kẻ ngu có ích gì bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, có chỗ nào xin Ngài sửa cho con. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Hello, hello, con xin kính chào sư trí đức các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Ha ha, ha ha, sư hôm nay không có phải đọc, không có phải là ca kệ hay ca hồ quán hay sư ha. Được, bữa nay thứ sáu ha. Không phải ca kệ hay sư ha. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe nghe rõ ràng. Tới mấy người 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ca. Wow, âm thanh này ngon lành ha. 7, 8, 9 người nghe rõ luôn. Oh, quá tốt, quá tốt. Xà thu, xà thu. Nửa mỏ nhọn nói nữa hết thì giờ đọc cho lẹ đi, đọc đi. Hết thì giờ rồi. Thế nào sư chúng trong bụng sư nói giống vậy. Thứ sáu sư vì lát một chút sư mới đọc cầu an đó sư, sư hết rồi sư. Con mời sư đi uống nước hay sư? Uống nước, nước trà, nước mía, nước gì cũng được, miễn nước hay sư. Bình tĩnh hay sư. À, con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 394. Đọc kinh không, bữa nay không có ca kệ. Hữu len nha. Kinh tề cha ta hi đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya áp phần ta rằng tề ga ha năng bà hi rằng pha ri mắp cha si. Kinh tề cha ta hi đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya áp pha ta rằng phân tích câu 1, câu 2. Kinh hình đọc dài quá mắc kỳ giờ. À, để đọc lại câu 1, câu 2 để phân tích nha. Thôi đọc lại nguyên bài rồi đó, và phân tích câu 1, câu 2 cho chắc ăn đi. Kinh tề cha ta hi đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya áp phần ta rằng tề ga ha nàng bà hi rằng pha ri mắp cha si. Kinh trường âm đọc theo trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tề trường âm thông thường, chá đoạn âm, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, đùm trường âm nhắn. Mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, kinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, á chí ná ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, tí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Kinh tê chá ta hi đùm mê thá kinh tê á chí ná sa tí gia. Đọc câu 3, câu 4 và phân tích. Áp hành ta rằng tê gá ha năng bà hi rằng pha ri mắp cha si. Áp thành hai trường âm nhắn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, gá há hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, hí đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá rí hai đoạn âm, mắp trường âm nhắn, chá xí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài và chấm dứt. Áp hành ta rằng tề ga ha năng bà hi rằng pha ri mắp cha si. Kinh tề cha ta hi đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya áp hành ta rằng tề ga ha năng bà hi rằng pha ri mắp cha si. Kinh tề cha ta hi đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya áp hành ta rằng tề ga ha năng bà hi rằng pha ri mắp cha si. Kẻ ngu có ích gì bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ha ha ha, bữa nay thấy lại bà cái bông hướng dương vàng khè đẹp điêu đi buồn luôn. Ha ha ha, con cảm ơn sư nha. Dạ con xin trả máy để sư nói con. Ơi ơi, nói ba qua chích chè cà dê dê ngỗng, nói hù nói dưỡng, nói như chẹt chìm đạo, nói không liền da non. Nói chàng gian đại hải, nói như vợ bố, nói già nói dịch. Trời ơi, thôi con xin cảm ơn quý vị nha, ngữ gì khác tới tiếp. Alo, dạ,
Con xin thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con xin thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con xin kính chào các cô tu nữ và xin kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 394. Kinh tê cha tài đầm mê thác kinh tê á chí ná xà thí già áp phần ta rằng tê á hà nàng bài rằng bà rí mạch cha sĩ. Kinh tê cha tài đầm mê thác kinh tê á chí ná xà thí già. Chữ kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ tê là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, chữ ta là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm, chữ đâm là trường âm nhấn, chữ mê là trường âm thông thường, chữ thá là đoạn âm. Câu 2, chữ kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ tê là trường âm thông thường, chữ á là đoạn âm, chữ chí là đoạn âm, chữ ná là đoạn âm, chữ xa là trường âm thông thường, chữ tí là đoạn âm, chữ gia là trường âm thông thường. Đọc lại câu 1 và câu 2. Kinh tê chát tài đâm mê thác kinh tê á chi na xà tí già. Câu 3 và câu 4. Áp văn ta rằng tê gá há năng bài rằng bá ri mát chá xí. Chữ áp là trường âm nhấn, chữ văn là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ tê là trường âm thông thường, chữ gá là đoạn âm, chữ há là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ba là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm, chữ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ bá là đoạn âm, chữ rí là đoạn âm, chữ mát là match là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, chữ xí là đoạn âm. Câu 3 và đọc lại câu 3 và câu 4. Áp phần ta rằng tề gá hán năng bài hí rằng bá rí mát cha xí. Đọc lại nguyên ca bài. Kinh tề cha tài đâm mê thác kinh tề á chi na xà tí già. Áp phần ta rằng tề gá hán bài hí rằng bá rí mát cha xí. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Dạ, con xin sư sửa bài cho con và xin mời quý vị kế tiếp. Con xin xuống mic. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Con xin đọc câu Phật ngôn 394 ạ. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya áp phan ta rằng tê ga ha nàng bà hi rằng ba ri mách cha si. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya. Kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, đâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm. Kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, á, chí, ná là ba đoạn âm, sa là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Áp phần ta rằng tề ga ha nàng bà hi rằng ba ri mách cha si. Áp phần là hai trường âm nhấn, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, gá há là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, rí là hai đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chá, xí là hai đoạn âm. Áp phần ta rằng tề gá ha nàng bà hi rằng bá ri mách chá xí. Kinh tề cha ta hi đùm mê tha kinh tề á chi na sa ti ya. Áp phần ta rằng tề gá ha nàng bà hi rằng bá ri mách chá xí. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với
bện tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thúy Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô Pháp Cú 394. Kinh tê cha ta hi đùm mê tháp kinh tê a chi na sa ti ya áp phanh ta văn tê cha hát năng bà hi răng ta ri mắc cha si. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Kinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, cha phản âm, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, đun trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, kinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, á chí ná ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, tí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Kinh tê cha ta hi đun mê thác kinh tê a chi na sa tí già. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Áp phanh hai trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, gá há hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, hí đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá rí hai đoạn âm, mắc trường âm nhấn, cá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Áp phanh ta răng tê cha hát năng bà chi răng ta ri mắc cha si. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 394. Kinh tê cha ta hi đun mê thác kinh tê a chi na sa ti già. Áp phanh ta răng tê cha hát năng bà chi răng ta ri mắc cha si. Kẻ ngu có ích gì bện tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Kinh tê cha ta hi đu mê tha kinh tê a chi na sa thi ya áp phan ta răng tê ga ha năng ba hi răng pa ri mắt cha si. Kinh, con không thích câu 1 và 2. Kinh tê cha ta hi đùm mê ta kinh tê a chi na sa thi ya. Kinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, trung trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm. Kinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, á chi ná ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, tí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha kinh tê a chi na sa thi ya. Câu 3 và câu 4. Áp phăng ta răng tê ga ha năng pa hi răng pa vi mắt cha si. Áp phăng hai trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, gá há hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, hí đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba lít hai đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chá xí hai đoạn âm, áp bằng tá răng tê gá há năng và hí răng phá ri mắt chá xí. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha kinh tê a chi na sa thi ya áp bằng ta răng tê ga ha năng ba hi răng pa ri mắt cha si. Bệnh tóc với da dê,
nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con kính cảm ơn và con kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Ta Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, đảnh lễ ngài Trí Đức, đảnh lễ quý tu nữ và thân chào quý thầy nam tín nữ. Dạ, tuệ nhân xin đọc bài kinh Pháp Cú số. Dạ, nó mất tiêu rồi. Alo, alo. Ngài xin cho con xin bài học. Bây giờ bài học đã qua, con không có kéo lại được. Dạ, cảm ơn Tham Hạnh. Kinh tê cha sa hi tâm mê tha kinh tê a chín a sa ti ya. Kinh là trường âm giọng nguyên âm. Tê là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Đâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm. Kinh là trường âm giọng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, á, ná, ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, tí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Áp văn, áp văn ta. Rằng đề gá ha năng ba hi rằng ba ri mát chất. Áp là trường âm nhấn. Phan là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm. Răng là trường âm giọng nguyên âm. Tê là trường âm thông thường. Gá há hai đoạn âm. Năng trường âm giọng nguyên âm. Ba trường âm thông thường. Hí đoạn âm, răng trường âm giọng nguyên âm, bá rí đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chá xí hai đoạn âm. Kinh tê cha sa hi mê tha kinh tê a chín a sa ti ya áp phần ta răng tê ga ha năng ba hi răng ba rí mắt chá xí. Kinh tê cha ta hi đâm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya áp phan ta răng tê ga ha năng ba hi năng ba hi răng ba ri mắt cha si. Kẻ ngu có ích gì? Bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã đọc bài và phân tích xong. Và bây giờ có sai chữ gì thì xin Ngài chỉnh sửa. Và bây giờ thấy An Trần. Dạ, kính mời An Trần. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu số 394. Kinh tê sa ta hi đùm mê tha kinh tê a chi na tạch sa ti dạ. Áp bành ta rằng tề gá ha nàng bà hí rằng ta ri ma cha si. Con xin đọc câu 1, câu 2 và phân tích. Kinh tề cha ta hí đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya. Kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Đùm mê là hai trường âm, thá là đoạn âm, kinh là kinh tê là hai trường âm, á là đoạn âm, á chí ná là ba đoạn âm, sa là trường âm,
thông thường, tí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Con xin đọc câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Kinh tề cha ta hi đầm mê tha, kinh tề a chi na sa ti gia, áp bành ta rằng tề ga ha năng, và hi rằng ta vi ma ta si. Áp bành, áp bành là hai trường âm nhấn, tá là động âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, gá há là hai động âm, năng là trường âm, ba là trường âm, ý là động âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, há ri là hai động âm, mách là trường âm nhấn, chá là mách là trường âm nhấn, chá xí là hai động âm. Con xin đọc lại. Kinh tề cha ta hi đầm mê tha, kinh tề a chi na sa ti gia, áp bành ta rằng tề ga ha nàng, và hi rằng pa ri mát cha xí. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc dưới da dê, nội tâm còn phiền não, ngoài mặt ánh bóng xuông. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin cảm ơn Sư Ký Đức, con xin cảm ơn Đạo Tràng. Con xin mời chú Tĩnh Thập. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 394. Dạ, cảm ơn cô Tâm Hạnh. Kinh tề cha ta hi đùm mề tha, kinh tề a chi na sa ti già, áp bành ta rằng tề ga ha nằng, bà hi rằng ba ri mắt chá si. Kinh tề cha ta hi đùm mề tha, kinh tề a chi na sa ti già, áp phành ta rằng tề ga ha nằng, bà hi rằng ba ri mắt chá si. Dạ, con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích nè. Kinh tề cha ta hi đùm mề tha, kinh tề a chi na sa ti già, kinh tề cha ta hi đùm mề tha, kinh tề a chi na sa ti già. Dạ, kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, đâm là trường âm nhấn, mê là trường âm nhấn, thá là đoạn âm. Kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, chí là đoạn âm, ná là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Kinh tề cha ta hi đùm mề tha, kinh tề a chi ma sa ti già. Dạ, con xin đọc câu số 3 và câu số 4. Áp bành ta rằng tề a, áp bành ta rằng tề ga ha nằng, ba hi rằng ba ri mắt cha si. Áp bành ta rằng tề ga ha nằng, ba hi rằng ba ri mắt cha ti cha si. Dạ, áp là trường âm nhấn, thanh là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
tê là trường âm thường, gã há là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá rí hai đoạn âm, mát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, xí là đoạn âm. Dạ con xin đọc hết nguyên câu, dạ nguyên bài ạ. Kinh tề cha tà hi đùm mề tha kinh tề a chi na xà ni già áp phành áp phành ta rằng tề ga ha nằng ba hi bà hi rằng ba ri mắt cha ti kinh tề cha tà hi đùm mề tha kinh tề a chi na xà ti già áp phành ta rằng tề ga ha nằng bà hi rằng ba ri mắt cha si kẻ ngu có ích gì bệnh tóc với da dê nội tâm toàn phiền não ngoài mặt đánh bóng suông. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con có sai thì xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa giúp giúp cho con ạ. Con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bót bài. Dạ con xin xuống mic. Dạ. Alo, 123, 123. Sư Tịnh Tâm ơi, đọc thì đúng, nhưng mà phân tích thì có một chỗ bị phong tâm, mà không có tịnh tâm tí nào hết. Đùm mê tha, đùm mê tha. Thì khi phân tích đó, thì chữ đùm là trường âm nhấn là chính xác rồi. Chữ mê này mà tại sao gọi là trường âm nhấn? A, I, U, E, O. Đó là những trường âm thông thường ha. Những trường âm thông thường thì chữ mê này cũng nằm trong trường âm thông thường chứ đâu phải là trường âm nhấn. À chỗ này á, coi lại nha, Sĩ Tịnh Tâm. Nhớ A, I, U, E, O. Thì những cái nguyên âm này đã đứng sau một cái phụ âm thì chúng ta đọc đó là trường âm thông thường. Nhớ ha, chỗ này coi như bị phân tâm rồi nha. Rồi mời xuyên niệm từ. Dạ con xin tri ân ngài. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ cô Tự Duyên và cũng chào đạo tràng. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết rõ là âm thanh rõ. Cảm ơn Tịnh Tâm, cảm ơn An Trần, cảm ơn Sĩ Kim Nhung, cảm ơn Sĩ Trần Men, chị Vũ. Dạ con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 394. Kinh tề cha tà hi đầm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya áp phần ta rằng tề ga ha nàng bà ri hằng bà ri mắt cha si. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Kinh tề cha tà hi đầm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya. Dạ, câu số 1 là kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, T là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, đâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm. Và câu số 2, kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, T là trường âm thông thường, á, chí, ná là ba đoạn âm, sa là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, nhà gia là trường âm thông thường. Dạ con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Áp phần ta rằng tề ga nằng bà ri hằng bà ri mắc cha si. Dạ câu số 3, áp là trường âm nhấn, phân là trường âm ứng, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
tê là trường âm thông thường, giá há là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, ba là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá rí là hai đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chá xí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại 4 câu. Kinh tê cha ta hi đầm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya ap văn ta răng tê ga ha năng ba ri răng ba hi răng ba ri mắc cha xí. Kinh tê cha ta hi đầm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya ap văn ta răng tê ga ha năng ba ri bà hi rằng bà hi mắc cha si. Kẻ ngu có ích gì bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Dạ đó là bản chuyển ngữ tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã phân tích xong, con có sai, con đọc sai, xin mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng nhiều. Bây giờ niệm từ xin bàn tay của Giang Nhật Hạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài câu Pháp Cú 394 hôm nay. Kinh tế chất ta hi đầm mê tha kinh tế a chi na sa ti ya ấp phan ta răng tê ga ha năng ba hi răng pa ri mắt cha si. Kinh tế chất ta hi đầm mê tha kinh tế a chi na sa ti ya ấp phan ta răng tê ga ha năng ba hi răng pa ri mắt cha si. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, t là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, đâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm. Kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, t là trường âm thông thường, á, chí, ná là ba đoạn âm. Sa là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Kinh tê chát ta hi đầm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya. Và câu số 3 và câu số 4. Ấp phàn ta răng tê ga ha năng ba hi răng ba ri mắt cha si. Ấp phàn là hai trường âm nhấn, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, há là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, rí là hai đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chá, xí là hai đoạn âm. Phan ta răng tê ga ha năng ba hi răng ba ri mắt cha si. Dạ con xin đọc lại ạ. Kinh tê cha ta hi đầm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya ấp phan ta răng tê ga ha năng ba hi răng ba ri mắt cha si. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ nếu con sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ con xin mời Chiếc Lá Mùa Xuân ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Phật Môn 394. Kinh tê chát ta hi đầm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya ấp phần ta răng tê ga ha năng bà hi răng ba ri mắt cha si.
kinh tề cha ta hi đầm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya. Kinh là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Tề trường âm thông thường, chá đoạn âm, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, đâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, kinh trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Tê trường âm thông thường, á chí ná ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, tí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Kinh tề cha ta hi đầm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya. Áp văn ta rằng tề ga ha năng bà hi rằng ba ri ma cha xí. Áp trường âm nhấn, văn trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Tê trường âm thông thường, gá há hai đoạn âm, năng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Ba trường âm thông thường, hí đoạn âm, răng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Bá rí hai đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chá xí hai đoạn âm. Ấp văn ba rằng tề gá ha nằng bà hi rằng bá rí mắt chá xí. Kinh tề chát tà hi đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya. Áp phần ta rằng tề ga ha năng bà hi rằng ba ri mắt chá xí. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin kính chào đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Quý Chư Tăng, con kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu anh em thăm rõ ạ. Dạ, con xin đọc câu Phật ngôn 394. Kinh tề cha ta hi đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya. Áp phàm ta rằng đề ga ha nằng bà hi rằng ta ghi mắt cha si. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê là trường âm thông thường. Chá đoạn âm. Ta trường âm thông thường. Hí đoạn âm. Đâm trường âm nhấn. Nê trường âm thông thường. Thá đoạn âm. Kinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê trường âm thông thường. Á chí ná ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, tí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Kinh tề chát tà hi đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Áp phân hai trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, gá há hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba trường âm thông thường, hí đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá rí hai đoạn âm, mắt trường âm nhấn, mắt chá, mắt là trường âm nhấn, chá là chá xí hai đoạn âm. Áp phàm ta rằng tề ga ha nằng bà hi rằng ta ri mắt chá xí. Dạ, con xin đọc lại câu Phật ngôn 394 ạ. Kinh tề cha ta hi đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya. Áp phàm ta rằng tề ga ha nằng bà hi rằng ta ri mắt cha si. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Đây là khổ khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin hết. Dạ, có gì sai nhờ Sư Trí Đức sửa giùm con, nhờ đạo tràng sửa giùm. Dạ, cảm ơn tâm hạnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Tam Bảo, gồm Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Con xin kính lễ Sư Trí Đức. Con xin kính lễ quý cô tu nữ. Kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng.
Dạ, xin cảm ơn các anh chị đã cho biết tín hiệu. Con xin được đọc câu Pháp Cú 394. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha kinh tê a chi na sa thi ya ấp phàn ta răng tê ga nặng ba hi răng ba ri mê cha si. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha kinh tê a chi na sa thi ya ấp phàn ta răng tê ga răng ba hi răng ba ri mê cha si. Dạ, con xin được phân tích. Kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Hí đoạn âm. Đâm là trường âm nhấn. Mê là trường âm thông thường. Thá là đoạn âm. Kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê là trường âm thông thường. Á, chí, ná là ba đoạn âm. Sa là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, gia là đoạn âm thông thường. Ấp là trường âm nhấn, pan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê là trường âm thông thường. Gá, há là hai đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pa là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá, rí là hai đoạn âm, mét là trường âm nhấn, chá, xí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya ấp pan ta răng tê ga ha nang ba hi răng ba ri mê cha si. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong. Con xin cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ. Cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic. À, sa thú, sa thú, xích cúng. À, phân tích rất là chuẩn. À, à, trong giọng đọc parimat chasi, parimat chasi, chữ này đọc là mắt chứ không phải là mic ha. À, quý vị nghe như thế nào hay là cái lỗ tai của chúng tôi? À, quý vị nghe sư cúng đọc là chữ mắt hay là chữ mic? Nếu mà đọc chữ mic á thì chỉnh lại ha, bởi vì cái nguyên âm là nguyên âm á chứ không phải nguyên âm e. À, nếu mà nguyên âm e thì chúng ta đọc là mic cha si, còn đây là nguyên âm á cho nên chúng ta đọc là mắt cha si ha. Rồi còn vị nào lấy đọc nữa không, chúng tôi cố gắng để cho quý vị khỏi mất cái chương trình, tức là vẫn hoàn thành câu Phật ngôn này. Còn vị nào chức nhiệt quỳnh nữa? Rồi xin mời. Mời không chịu Nhật Quỳnh đọc trước nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tâm Đức hiện diện trong Đạo Tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con xin phép tranh thủ trả bài. Dạ, con xin được trả bài Pháp Cú Kinh 394. Kim tê cha ta hi đùm mê khắc kim tê a chi na sa ti ya ap phan ta rằng tê ga ha năng ba hi rằng ba đi mắt
Cha si kim tê cha ta hi đùm mê tha kim tê a chi na sa ti ya ap pham ta răng tê ga ha năng ba hi răng ba ri mắt. Cha si. Dạ, không biết ngài có cho phân tích không vậy bạch ngài? Nãy giờ con không có ở trước máy bạch ngài. Đạo tràng ơi, nãy giờ quý vị có phân tích không? Hay là chỉ đọc không thôi, quý vị cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Alo, alo, có không? Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Kim trường âm, đọc thiên âm. Dạ, con sai rồi. Kinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, đâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm. Kinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, á chí ná ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, tí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Kinh tê cha ta hi đụm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ập trường âm nhấn, phân phân trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, gá há hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, hí đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a rí hai đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chá xí hai đoạn âm. Ấp phan, ấp phan ta răng tề ga ha nàng bà hi răng ba đi mắt chá xí. Còn trên ông lại hết 4 câu. Kinh tề cha ta hi đụm mê tha kinh tề a chi na sa ni ya. Ấp phan ta răng tề ga ha nàng ba hi răng ba đi mắt chá xí. Dạ, cho con xin đọc lại lần nữa, con cảm thấy không có học được ạ. Kinh tề a cha hi đụm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya ap phan ta răng tề ca ha năng ma hi răng ba đi mắt cha si. Kẻ ngu có ích gì bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng xuông. Dạ, đây là bản kiên ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con có đọc sai, xin ngài chỉ dạy cho con sửa. Dạ, mến mời Hà nghe. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khaya. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con chào lễ trời. Con cảm ơn cô, con xin các bài. Kinh tê cha ta hi đầm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya. Áp phan ta răng tê a ha năng bà hi răng ba ri mắt cha si. Kinh tề cha ta, kinh tề cha ta hi đầm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya. Yeah. Kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, đâm trường âm nhấn, đâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm. Kinh trường âm thông thường, tê trường âm, dạ, kinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, á chí ná ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, tí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Kinh tê cha ta hi đầm mê tha kinh tê á chí ná sa tí gia. Á phàn ta rằng tê á ha nằm bà hi rằng ba ri mắt cha xí. Áp phan là hai trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng trường âm thông thường, tê trường âm đọc. Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, gá. Há là hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường. Hí đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, rí, hai đoạn áp trường âm nhấn, chá, xí, hai đoạn âm. Kinh tề cha ta hi đầm mê tha kinh tề a chín na sa ti ya. A phàn ta rằng tề a ha nằng bà hi rằng ta vi mắt cha si. Con xin đọc thêm một lần nữa.
kinh tề cha ta hi đầm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya a phan ta rằng tề a ha nằng bà ri nằng bà ri mắt xí dạ đất kẻ ngu có ích gì bệnh bệnh tóc với da dê nội tâm toàn phiền não ngoài mặt tánh bóng xương. Anh dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, và con có sai xin ngày sửa, con xin trao bút lại cho mình. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính ảnh lễ Sư Trí Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý đạo hữu có mặt trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 394. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya áp phần ta rằng tê ga ha nằng pa hi rằng pa ri mắt cha sĩ. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha kinh tê a chi na sa ti ya áp phần ta rằng tê ga ha nằng pa hi rằng pa ri mắt cha sĩ. Dạ, con tin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Kin là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. T là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Đâm là trường âm nhấn. Mê là trường âm thông thường. Thá là đoạn âm. Kin là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. T là trường âm thông thường. Á là đoạn âm, chí là đoạn âm, ná là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Kinh tề cha ta hi đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Áp là trường âm nhấn, phân là trường âm nhấn, tá đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. T là trường âm thông thường, gá, há là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rí là đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chá xí là hai đoạn âm. Phần ta rằng tề ga ha nằng pa hi rằng ba ri mắt chá xí. Kinh tề cha ta hi đùm mê tha kinh tề a chi na sa ti ya áp phần ta rằng tề ga ha nằng pa hi rằng ba ri mắt chá xí. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong. Kính gửi mít lại vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con kính định lễ Ngài. Dạ, con kính định lễ quý cô tu nữ, mến chào Phật tử, con xin đọc câu pháp cú số 394. Dạ. Kinh tề cha ta hi đùm mê tha kinh tề a chi nát na sa ti ya áp phăng ta rằng tề ga ha nặng bà hi rằng pa ri mắt chát si. Và chữ kinh là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Chữ t là trường âm thông thường. Chữ gia là đoạn âm. Chữ ta là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm, chữ đâm là trường âm nhấn, chữ mê là trường âm thông thường, chữ thá là đoạn âm, chữ kinh là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ tê là trường âm thông, chữ á là đoạn âm, chữ chí là đoạn âm, chữ ná là âm, chữ sa là trường âm thông thường, chữ tí là đoạn âm, chữ gia là trường âm thông thường. Và câu 3 là chữ ấp là trường âm nhấn, chữ phân là trường trường âm nhấn,
Chữ tá là đoạn âm, chữ răng là trường âm đặt trên dạng nguyên âm, chữ tê là trường âm thông thường, chữ gá là đoạn âm, chữ chữ há là đoạn âm. Chữ năng là trường âm đặt trên dạng nguyên âm, chữ pa là trường âm thông thường, thí là đoạn âm. Chữ răng là trường âm đặt trên dạng nguyên âm, chữ bá là đoạn âm, chữ rí là đoạn âm. Chữ mắt là trường âm nhắn. Chữ chữ chá là đoạn âm, chữ xí là đoạn âm. Dạ. Thì con cũng thấy vừa quá rồi, con xin nha. À, xuống mic là có gì sai con kính mời thiền tọa giúp con. À, sa thú quý vị rất là tuyệt vời. À, đây quý vị thấy là ngài Thích Ca Tâm Phương lúc này tiến bộ ha. À, trường âm đoạn âm, à, nhưng mà Thích Ca Tâm Phương là đoạn âm chứ không phải là đoạn luôn ha. À, rồi Thích Tâm Phương có một chỗ hơi giống với lại Thích Hà. À, giống ở chỗ nào? Ajina Satiya ha. Ajina Satiya câu số 2. Satha kéo dài chữ chí. À, đó là đoạn âm thì chúng ta đọc Ajina. Ajina, à, chứ không phải là Ajina chữ chí kéo dài quá. Nếu mà kéo dài chữ chí á thì nó sẽ trở thành một trường âm ha. Ajina Satiya, không nên kéo dài chữ chí ha. Rồi Sĩ Nhật Quỳnh ha, thì trường âm là đọc thành ra đoạn âm. Ba hí răng là đọc là ba hí răng. À, quý vị chẳng qua là hơi phóng tâm chút. À, chứ thật sự ra trình độ của quý vị á, cái này á, là quý vị đã nắm trong tay hết rồi. À, nhưng mà quý vị coi như hết thời gian rồi, bởi vì bây giờ còn phải đi vào trong cái tự vựng và nhân sự, cho nên hôm nay quý vị tham gia hơi nhiều, không quá độc kệ nha, nhưng mà quý vị đã phát huy rất là tốt. Rồi bây giờ tự vựng của câu Phật ngôn này, chúng ta đọc được thì phải hiểu ý nghĩa những cái chữ như thế nào. Rồi xin nhờ quần chuẩn bị ha. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha. À, chữ kinh đây là một đại từ nghi vấn ha, một đại từ nghi vấn thuộc về trung tính. Kinh có nghĩa là cái gì? Sao? Tức là một cái vấn đề mà thắc mắc. Kinh là cái gì? Là sao? Là cái nghĩa là một cái gì mà chúng ta không có rõ lắm thì có chữ kinh này. Rồi chữ tê. Tê là do cái đại từ tuân ha. Nhưng mà ở đây đại từ tuân này được chia theo sở hữu cách số ít. Chát thi quyền phát tí hệ câu quá trình á. Ngôi số 2 thì chữ T này có nghĩa là của người của chúng nó. Rồi chữ toan chứ không phải là đọc cái chữ này, chỉ về Sinh Nhật Quỳnh mà đưa cái chữ đó là lên đọc là bốc của chạy lên người lũng. M có dấu chấm nữa, chữ toan ngôi số 2 của chúng nó. Rồi hăng đó. Rồi cái từ thứ 3 chát tà hí, do cái từ chát tà, đây là một cái từ về nữ tính. Và chata được chia theo sử dụng cách số nhiều.
tam giáo quyền pháp tiếp bảo hữu vách na cho nên cha ta biến thành cha ta hi, bởi những cái búi tóc bệnh, bởi những búi tóc bệnh cha ta hi, bởi những búi tóc bệnh ai đùm mê tha. Đùm mê tha, chúng ta thấy tiêu đồng ngữ đú ở phía trước có nghĩa là xấu, là xấu, là thiếu ha. Thì ở đây chữ đú này nói lên cái gì? Khi mà nó đứng trước chữ mê tha, mê tha đây là một danh từ nữ tính ha. Akranta ithilinga, mê tha là trí tuệ. Nhưng mà ở đây đùm mê tha được sử dụng trong hô cách số ít, tức là cách chia thứ 8, lapana e kawachana. Cho nên đùm mê tha là này kẻ thiểu trí, hoặc là này kẻ trí tồi. Này kẻ thiểu trí thì nghe nó hay hơn là chữ trí tồi ha. Trẻ thiểu trí tức là chỉ mặc đặt tay nó đùm mê tha, người là kẻ thiểu trí thì nghe hơn, chứ người là kẻ trí tồi là nghe kỳ cục quá ha. Rồi như vậy thì kinh tê chất tài đùm mê tha này kẻ thiểu trí có ích gì với những búi tóc bệnh của ngươi? Này kẻ thiểu trí, có ích gì với những búi tóc bệnh của ngươi? Đó là ý nghĩa câu đầu tiên ha. Rồi, câu số 2. Kinh tê át chí nạ xà tí già kinh tê á chí nạ xà chí già, chữ kinh chữ tê biết rồi ha. Bây giờ cái câu cái chữ cuối cùng á chí nạ xà chí già, á chí nạ xà chí già do hai từ á chí nạ, nó là một danh từ trung tính á karan tanabum sakalinga. Á chí nạ có nghĩa là da dê, da dê. Rồi sa tí gia, sa tí gia do cái từ sa tí, đây là một danh từ nữ tính, ý karanta ithilinga. Sa tí ở đây được chia theo sử dụng cách số ít, sa tí gia vì phát tí ekawachana, cho nên sa tí biến thành sa tí gia. Sa tí gia là với y phục, với y phục. Vậy thì Achina Satiya có nghĩa là với y phục bằng da dê, với y phục bằng da dê. Achina Satiya với y phục bằng da dê. Vậy thì câu số 2, kinh tê Achina Satiya có ích gì với y phục bằng da dê? Chữ kinh đó có nghĩa là dấu hỏi ha. Rồi thì chúng ta đến câu số 3. Áp phần ta răng tề ga hát năng, áp phần ta răng tề ga hát năng, áp phần ta răng, áp phần ta răng. Do cái từ áp tà rá, áp phần tà rá có nghĩa là bên trong ha, bên trong. Nhưng mà apantara được chia theo đối cách đối trì gia vị pháp tỷ hệ câu quá trình ha, cho nên apantara biến thành apantarang. Apantarang là bên trong, t là của người ha, t là của người. Gaha năng, Gahana do cái từ Gahana, Gahana là một danh từ trung tính, Akron Tanapum Sakalinga, và Gahana
được chia theo đối các số ít đối tỷ gia vì phát tỷ hay có quá trình đó cho nên các hành đó biến thành các hát năng là bụi rậm hay là rừng rú, các hát năng bụi rậm hay rừng rú. Rồi, chúng ta tiếp một câu nữa để hai câu này bổ sung cho nhau. Có bên trong thì có bên ngoài ha. Bà hi rằng parimacchasi. Bà hi rằng parimacchasi. Chữ bà hi rằng do cái từ bà hi ra. Bà hi ra là một danh từ trung tính akran tanapun sakadinga. Và bà hi ra này được chia theo đối các số ít. Đối tỷ gia quỷ pháp tỷ hệ có quá trình á. Cho nên bà hi ra biến thành bà hi rằng. Ba hi răng là bên ngoài, áp hành tà răng là bên trong, thì ba hi răng là bên ngoài, à bên ngoài. Rồi parimacchasi, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ pari có nghĩa là chung quanh, rồi macchasi cái căn ngữ mắt có nghĩa là đánh bóng, có nghĩa là đánh bóng. À, do cái động từ parimacchasi ha là đánh bóng, à macchasi là đánh bóng, vậy thì cái câu này và câu số 3 apantarang te gahanang bai rang parimacchasi apantarang te gahanang bai rang parimacchasi. Người đánh bóng ở bên ngoài còn bên trong của ngươi là bụi rậm. Người đánh bóng ở bên ngoài còn bên trong của ngươi là bụi rậm. Vậy thì câu Phật ngôn 394 này cái thiếu trí có gì với những búi tóc bệnh của ngươi, có gì với y phục bằng da dê. Ngươi đánh bóng ở bên ngoài, còn bên trong của ngươi là bụi rậm. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: người ngu kia có gì, đầu thì bệnh tóc, áo thì da dê, bên trong ác uế u mê, bên ngoài trang sức thoái nề chân tu. Người ngu kia có ích gì, đầu thì bệnh tóc, áo thì da dê, bên trong ác uế u mê, bên ngoài trang sức thoái nề chân tu. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngũ Ngôn rất là ngắn gọn: kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng xuông. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng xuông. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu tại sao có câu Phật ngôn này ha. Quý vị mà nghĩ ha, hiểu được cái ý nghĩa. Thế rồi sau này người ta thắc mắc tại sao câu Phật ngôn này nó kỳ quá. Không có kỳ hết đó. Có lý do, có nhân, có quả ha. Câu Phật ngôn 394 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại Khu Tát Đà Ga Sa La, tức là trùng cát đường ha. Thì Đức Phật đề cập đến một vị Bà La Môn tên là Khu Ha Cá. Uhaka. Rồi quý vị quan hỷ, Uttara Rasala Bà La Môn Uhaka. Bởi vì cái vị Bà La Môn Uhaka này có một cái biệt tài mà lừa gạt người ta rất là tuyệt vời. Tức là ông ta trèo lên trên một cái gần thành Vesali,
treo lên trên đó, ông làm gì? Ông móc hai chân vô cái cành cây, rồi cái đầu ông chúc xuống dưới, giống như trồng chuối vậy. Nhưng mà nhờ cái cành cây nó đỡ cái đôi chân, cho nên chúc ngược đầu xuống. Rồi những người đi qua đi lại thì ông ta mới nói này: các người hãy cho ta 100 con bò, hãy cho ta tiền, và hãy cho những người nữ nhân hầu hạ ta. Tức là đặt ra yêu cầu cái ba vấn đề ha: 100 con bò, tiền, và cho nữ nhân hầu hạ. Nếu mà các người không làm theo lời ta, ta mà rớt xuống ha, tụt chân mà nó rớt xuống chết á, thì cả cái kinh thành của các người sẽ tiêu hoại. Ông ta tình chơi cái trò kỳ cục vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật với các vị tỳ kheo đi vào trong thành phố để cất thực. Và khi trở ra thì thấy ông Bà La Môn này vẫn kéo mình như vậy. Rồi dân chúng họ mới suy nghĩ: cái ông Bà La Môn này kéo mình như vậy từ sáng cho đến giờ, nếu mà ông ta tụt chân mà rớt xuống chết đó, thì kinh thành của chúng ta sẽ tan nát như lời nguyền của ông ta. Cho nên vì sợ cái kinh thành bị tiêu hoại, dân chúng chấp nhận yêu cầu của ông Bà La Môn Kuhaka. Ông Bà La Môn Kuhaka này được những cái món mà ông ta yêu cầu, thì ông ta mới chịu rời bỏ, mới chịu đi chỗ khác. Tức là ông ta đã nhận được 100 con bò này, nhận được một số tiền này, rồi có những người nữ theo hầu hạ ông ta nữa. Tu như vậy thì sướng quá ha. Rồi các vị tỳ kheo thấy ông ta cái hành động mà cứ treo chân lên trên trên cây như vậy, cho nên cái tướng đi của ông ta nó hơi khó coi, giống như cái tướng đi của những con bò, tức là hai cái chân nó quần đó. Rồi khi ông ta đi đến gần tỉnh xá, các vị này mới hỏi ông Bà La Môn đó: này ông Bà La Môn, người có được những vật như ý muốn hay không? Thì ông Bà La Môn của hai cái này mới nói: có chứ. Rồi các vị tỳ kheo mới đem cái sự việc này trình lên Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là: này chư tỳ kheo, chẳng phải bây giờ ông Bà La Môn đó là người dối trá đâu. Ở trong quá khứ ông cũng từng dối trá như vậy. Ông Bà La Môn này chỉ lừa dối được những kẻ ngu thôi, chứ trong quá khứ y không thể gạt được những người trí. Rồi các vị tỳ kheo đó mới cung kính Đức Phật, cho biết về bổn sanh. Thì Đức Phật mới nói: trong thời quá khứ có một vị đạo sĩ dối trá, y sống nhờ một gia đình hộ độ ở trong thành Kamika. Gia đình đó xem vị đạo sĩ như là con ruột ở trong nhà, cho nên đem dân vật thực đến cho y vào buổi sáng, rồi buổi chiều, và coi như đời sống của y rất. Một hôm thì gia đình đó bắt được một con kỳ đà nấu thành một món canh thượng vị, để dành một phần canh ấy dâng cho cái vị đạo sĩ đó ngày hôm sau. Vị đạo sĩ cùng thịt kỳ đà, tâm bị đám nhiễm vào cái món ăn đó, y mới hỏi là: ồ, thịt gì vậy? Sao mà ngon thế? Khi biết đó là thịt kỳ đà, thì vị đạo sĩ này đi khất thực, tìm được bơ, sữa, những món gia vị như là muối, mè, đường, vân vân. Thì anh ta đem những cái thứ này cất riêng một chỗ, gần nơi đền thất, gần chỗ ngủ của vị đạo sĩ này, thì có một con mối và có một con kỳ đà nó ở trong đó. Thường thường thì con kỳ đà này đi đến đảnh lễ vị đạo sĩ trong những thời gian thích hợp.
Nhưng mà ngày hôm đó thì vị đạo sĩ nghĩ rằng ta sẽ giết cái con kỳ đà này. Rồi anh ta mới đem giấu một cái cây, ngồi liêm diêm như là đứa ngồi thiền vậy ha, nhưng mà thật sự ngồi canh cái gò mối. Con kỳ đà từ cái gò mối nó chui ra, nó đi đến và thấy y có những cái cử chỉ khả nghi bất thiện, nó mới suy nghĩ: ồ, hôm nay ta không quan hệ với cái vị đạo sĩ này, thì ngồi đây hành thiền thấy không đúng vị trí, cho nên khi mà chị trả kỳ đà này nghi ghê như vậy, nó mới quay lưng nó trở lại cái hang. Khi mà thấy kỳ đà nó quay lại, nó muốn chui vô trong hang, thì cái vị đạo sĩ này cầm cái khúc cây ném vào con kỳ đà, mục đích để giết chết nó. Nhưng mà khi mà ném khúc cây đó thì nó không chính xác, trượt vào một bên. Con kỳ đà nó chạy vào hang, quay đầu lại, nó mới nói với vị đạo sĩ rằng: ta lầm tưởng ngươi là bậc có sự thu thúc, là một vị sa môn, nhưng mà này, cái người kia, ngươi không phải là sa môn, ngươi không phải là người tu, ngươi đã dùng khúc cây hại ta, hãy người thiểu trí. Cái bính tóc ở trên đầu của ngươi có lợi ích gì? Bên trong người của ngươi đầy những phiền não, đầy những cái điều ô uế, nhưng mà bề ngoài của ngươi thì ngươi là điểm tô rất là đẹp. Vị đạo sĩ thấy âm mưu của mình đã bị bại lộ, mới dụ khỉ con kỳ đà: này 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 kỳ đà, người chui ra đây ăn cơm sa ly nè, ăn dầu nè, ăn muối, ăn tiêu của ta nè. Nhưng mà con kỳ đà nó trả lời: từ bấy lâu nay ta ngỡ ngươi là người tu, là một vị sa môn, nhưng mà giờ đây ngươi ném khúc cây toàn giết ta, ngươi không phải là sa môn, ngươi thắp bướm này trên đầu thì có lợi ích gì? Ăn mặc y bằng những chi da nai của ngươi thì có da dê của ngươi thì có lợi ích gì? Bên trong của ngươi phiền não ô uế ấy, nhưng mà bên ngoài của ngươi là khéo điểm trang giống như một người tu. Và sau khi nói lên cái bóng xanh như vậy, bên kia nó mở nhà thì xèo đóng cửa. Rồi khi mà kết thúc á thì Đức Phật mới nói là: này Chư Tỳ Khưu, đạo sĩ đó chính là ông Bà La Môn của Há Lá này nè, còn con kỳ đà vẫn có trí đó, chính là Như Lai trong thời kỳ đó. Và sau khi nhận diện bổn sanh xong thì ngài thuyết lên câu Phật ngôn 394 ha, để đưa lên câu Phật ngôn cho quý vị thấy. Kinh tề cha ta hi đùm mê ta kinh tề a chi na sa ti ca ya a phan ta rằng tề ca ha nằng ba hi đằng pa ri mắt cha si kẻ ngu có ích gì? Bệnh tóc quy gia dê, tâm toàn phiền não, ngoài mặt đến bóng suông. Ở đây quý vị thấy rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn ha, bên ngoài mà nó bóng loáng thì chắc chắn là bên trong có cái gì đó. Bây thời buổi bây giờ cũng vậy, lên xe xuống ngựa ăn mặc sang trọng, nhưng mà lừa gạt người ta thì tuyệt vời, có thu thuộc hết á. Cho nên cái hình thức bề ngoài con người của chúng ta dễ bị nhầm lẫn lắm. Rồi kết thúc câu Phật ngôn này với một cái bài kệ thế này: dọa sẽ buông mình chết tại đây, hồn oan phá nát cả thành này, dân ngu hoảng sợ cho tài vật, mỗi bữa sơ sơ một đải đầy. Bà La Môn giỏi thế, bây giờ
kiếp trước từng quen thói phỉnh phờ, tính với Kỳ Đà sơi thật ngọt, bị cài một mẻ thật không ngờ. Ít gì bể tóc mọc da dê, trang điểm bên ngoài gạt kẻ mê. Phiền não nội tâm chưa dứt sạch, một phen lộ tẩy chỉ trò hề. À, câu Phật Nguồn 394. À, đây là một bài học để chúng ta coi như thức tỉnh qua những lời Phật dạy 2560 mấy năm, nhưng mà bây giờ nó là ứng cho bây giờ chúng ta đã thấy rõ ràng hơn. Tức là sự thật chân lý không phải trên hình thức, mà sự thật chân lý là nó ở bên trong. Chúng ta có ba nghiệp ha, nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Chúng ta thấy tu ngoài da không à? Chúng ta tu ở trên cái đầu tròn y vuông ha, trên cái thân á. À, thấy rằng coi như người nào đạo đầu thì cứ nghĩ là người đó cầu đạo chưa chắc. À, quý vị thấy người ta cầu đạo nhưng mà ở ngoài đời người ta là khoái cái model đen đó. Còn những người vô chùa cầu đạo thì sao? À, nhưng mà coi như có tâm đạo được là tốt rồi. Bây giờ chỉ mong muốn rằng có niềm tin lên Đức Phật, giáo pháp và chư tăng ha. Thì với niềm tin đó chúng ta có được cái hột giống và chúng ta hướng về tăng đi, hướng về tăng bốn đôi tám chúng tám vị. Chúng ta đừng có chú trọng đến cá nhân. Thì quý vị thấy trên cái hình tướng ha, cạo đầu ở trong chùa cũng cạo đầu, ở ngoài người ta cũng cạo đầu, thì mình phân biệt làm sao? Mình phải phân biệt thế này, đừng có chú trọng đến cái hình thức, mà cứ nghĩ rằng tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho tròn. Cái đạo làm người, cái quan trọng là cái đạo làm người. Mình là người con thì phải có hiếu với cha với mẹ, mình là người chồng thì phải có trách nhiệm đối với vợ với con. Cái vai trò mình ở chỗ nào mình phải thích nghi, làm hết bổn phận của mình, cái đó mới là điều quan trọng. Đó là cái tu á, chứ không phải là cái hình thức vô chùa mới tu. Mà ở ngoài đời quý vị còn tu nhiều hơn chúng tôi nữa. Quý vị giao tiếp trong hàng ngày ha, trách nhiệm bổn phận của quý vị nặng nề hơn chúng tôi. Cho nên ở đây cái hình thức bên ngoài làm cho chúng ta dễ bị nhầm lẫn, cho nên mình hướng về bên trong. Hướng về bên trong cũng giống như muốn tìm ra sự thật, muốn tìm ra cái lõi của cái cây, thì trong bài kinh nói về lõi, thì người ta nghĩ rằng cái lá cành nhánh là lõi của cây, cái vỏ là lõi của cây, rồi cái giác là lõi của cây. Nhưng mà cái lõi của cây thì nó nằm tút ở bên trong. Ví dụ như khi một cây trồng mà nó tàn rụi hết qua thời gian năm tháng thì nó sẽ còn lại cái gì? Cái cốt lõi của nó rất là thơm. Cho nên khi mà người ta đi tìm trồng á, nó cũng cả một vấn đề ha. Họ cũng thử thách rất là nhiều để tìm ra sự thật ở bên trong. Thì người tu của chúng ta cũng vậy, không nên chú trọng về hình thức, không nên thấy người ta trên hình thức đầu tròn y vuông là người tu, hoặc là trên hình thức cái người này họ coi như ăn chay niệm Phật, tức là họ tu về cái khẩu á, tức là họ ăn chay trường, chứng tỏ họ tu nhiều hơn là những cái người mà ăn ít hơn. Thì cái đó cũng không phải là cái cốt lõi, mà cái cốt lõi là cái tâm của họ, tâm của họ
không làm điều ác, làm cái việc lành, giữ tâm trong sạch. À, cái tâm trong sạch đó mới quan trọng. Và cái tâm này được thể hiện khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm. À, cái đó mới là quan trọng. Và cái quan trọng hơn nữa là hết giờ rồi bà con ơi. À, xin kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ha. Hôm nay có những cái gì coi như sơ sót, mong quý vị hoan hỷ ha. Đây cũng là một bài học để chúng ta áp dụng trong cuộc sống. Đừng có nhìn ngoài mà hãy nhìn bên trong. Và không phải nhìn bên trong của người khác, mà nhìn bên trong của mình nha. À, mình nhìn lại bên trong của mình. À, thì như vậy á, mới có kết quả. À, xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thân thiền, xin quan lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là sa chô quách chê na so phi vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này tín nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Gia. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, sư Hồng Nhật đâu rồi? Na yu ariya satchang jayam tanha po nafa vika nandi raga sahagata tatakata nandi ni sayyathidam kama tanha fa